đến hẹn lại lên, những ngày gần đây dọc các con đường xung quanh các trường đại học lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện những gánh hàng hoa với đủ màu sắc, đa dạng chủng loại, phục vụ sinh viên các trường tốt nghiệp và chụp kỳ yếu. Những gánh hàng hoa này dường như cũng đang chờ cả mùa hè về với Hà Nội. Nhiều lắm, cái đợt hè này hoặc là đợt mùa thu sẽ rất là nhiều những cái xe hoa như thế này luôn. Để cho mọi người đi chụp thu rồi chụp hè rồi chụp tốt nghiệp nó nhiều lắm ạ. Nếu như mùa sen thì có hoa sen rồi hoa hướng dương rồi hoa baby và cẩm tú cầu. Giá thì hướng dương thì tầm khoảng 100 bó. 100 thì hơn 100. Cái là tùy theo giá ở trên chợ người ta lên thì mình lại bán lên, còn nó giảm xuống thì mình lại bán giảm. Nhiều một ngày tầm 200 một ngày.